Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay là 29 tháng 4 rồi, ngày mai là ngày 30 tháng 4, và đó cũng là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và ngày vui của cả đất nước được thống nhất. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu một vấn đề, đề tài. Cái thứ nhất là đầu hàng. Trên trong cuốn sách là Việt Nam máu lửa quê hương tôi, và một tác phẩm nữa là của Lời thú tội của Dương Văn Minh. Thì để đi vào chi tiết, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau. Đầu hàng, tác giả Văn Xưa. Trích từ Lột mặt nạ những con thỏ lò chính trị, nhà xuất bản Việt Nam, San Diego, California, năm 1991. Rảnh rỗi mấy tháng ở Úc, thừa thì giờ nên đọc tập hồi ký Bên dòng lịch sử của Linh Mục mà Cao Văn Luận viết từ 20 mấy năm trước để tán dương Ngô Đình Diệm. Sau khi ông Diệm lật đổ, chưa hề xem, nên xem thử một lần. Văn Xưa quen biết ông Luận nhiều từ năm 1949 đến năm 1954 ở Huế. Ông được giới thiệu là một tu sĩ Thiên Chúa giáo tiền tiến, du học từ trước 45, rồi hành đạo nhiều năm ở Pháp, sau đó năm 1948 năm 1949 về nước phục vụ tông đồ và xứ sở Văn Xưa kém Linh Mục mà khoảng 10 tuổi, nên trọng ông như thầy và đãi nhau như bạn, cùng một ưu tư về tương lai đất nước, cùng chưa rơi trong vòng thế lợi, thành ra dễ thông cảm với nhau. Nhưng đến năm 1954, vì chọn lựa khác nhau nên chế độ Ngô Đình Diệm đã ngăn cách đôi bờ, không còn dịp gặp nhau đến một lần. Trong suốt 9 năm, ông Luận phục vụ ông Diệm trong tư thế cố vấn ở địa vị Viện trưởng Viện Đại học Huế. Ngày tháng 12 năm 1963, gặp lại nhau một lần duy nhất trong bữa cơm một luật sư bạn chung thết, để tiễn ông Luận lên đường sang Hoa Kỳ. Cố nhiên phải đề cập tới chuyện ông Diệm bị lật đổ, Văn Xưa nửa đùa nửa thật khen Linh Mục thay đổi nhanh và kịp thời quá. Rồi thôi, cho đến khi ông mất, trong năm qua chẳng còn gặp lại nhau nữa, và cũng chẳng buồn xem hồi ký ông cho ẩn hành nhiều lần từ năm 67 thì phải. Ở Úc quay về Pháp quê mẹ, cho xem hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi, tướng cũ Đỗ Mậu mới xuất bản, xem mất 3 ngày. Văn Xưa có biết ông Mậu cũng ở Huế, nhưng không quen nhau như với ông Luận, không hề là bạn với nhau. Cả đời gặp nhau có 2 bận. Bận trước năm 1954, 33 năm trước đây, trong một cuộc hội thảo cả hai cùng tham dự, một số trí thức cố đô theo yêu cầu của Ngô Đình Nhu để đưa ra một đường lối cầm quyền mới cho chính phủ ông Diệm sắp thành lập. Đóng góp của Văn Xưa về vấn đề Nam Kỳ cũ có vẻ được ông Mậu chú ý, nên sau 3 ngày xong công việc, trong cuộc rượu kết thúc cuộc hội thảo, ông Mậu mang ly đến gần, nói vài lời ân cần, ngỏ ý muốn làm quen với nhau. Rồi cũng hệt như Linh Mục Luận, chế độ Diệm đã ngăn cách vì chọn lựa khác nhau. Có khác chăng là ông Mậu không phải bạn như ông Luận, nên không còn đi lại với nhau cũng là chuyện thường. Bằng thứ hai, mà cũng là sau cùng, 25 năm trước đây, vài tuần lễ trước ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Mậu đến tìm để bàn với Văn Xưa việc quân đội định đảo chánh ông Diệm. Với một người không phải là bạn, chỉ gặp nhau có 1 bận, 9 năm trước, ông Mậu đang cầm đầu ngành an ninh quân đội, không ngần ngại gặp lại một lần thứ hai để nói chuyện âm mưu chết sống ấy của mình. Quả thật ông đã gan tày tiếp. Không rõ có phải ông Mậu nhớ đến phần đóng góp của Văn Xưa trong cuộc hội thảo ở Huế 9 năm trước,
để không ngại tiết lộ âm mưu của mình với một người trong đời mình nay mới gặp lần thứ hai, và sau đó không còn gặp một lần nào khác. Trong phần đóng góp ấy, văn xưa nêu vấn đề Nam Kỳ cũ, ghi nhận đất đai và dân tình ở đây là điều kiện tiên quyết cho tương lai của chế độ Sài Gòn. Trong hoàn cảnh đất nước qua phân, miền Nam thắng hay bại tùy thuộc quân chúng Nam Kỳ cũ, tùy thuộc ở dân quê miệt vườn, trí thức thành thị, anh em kháng chiến quốc gia và các giáo phái, chứ không phải tùy thuộc hoàn toàn ở cá nhân người lãnh đạo chính quyền quốc gia. Có lẽ ông Mậu lúc bấy giờ đã nhận ra được nguồn cơn thất bại và sụp đổ của chế độ nhà Ngô, nên đã không ngại lậu chuyện mà cả gan tìm đến người 9 năm trước đã từng nêu rõ cái lẽ mất còn này của miền Nam Trắng. Ông Mậu còn đó, chắc có thể trả lời cho câu hỏi này về tâm sự 25 năm cũ của ông Trắng. Cuộc đảo tránh thành tù có tiếp tục liên lạc với nhau trong 2 tháng liền qua trung gian thôi. Cho đến nay cùng ly hương, nhưng mỗi bên một ngã, và nay được xem là Việt Nam máu lửa quê hương tôi. Năm 1950, năm 1954, năm 1963, năm 1975, Cao Văn Luận cũng như Đỗ Mậu đều là những người của thời cuộc. Hơn nữa, những người đã làm thời cuộc, viết hồi ký là chuyện họ phải làm. Văn xưa được xem những gì mỗi người hồi ký thấy có bổn phận trình bày, bạn đọc mục đích, mục mà mình đảm trách, cảm nghĩ về những gì đã xem. Ở Úc, đọc hồi ký của một người dù sao cũng đã từng là bạn, Văn xưa thấy ngao ngán cái tinh thần Ngô Đình Diệm, linh mục Cao Văn Thuần, Cao Văn Luận nêu cao bên dòng lịch sử như sau: những ai từng có địa vị vai vế trong nền Cộng hòa nhân vị đều mang ơn nặng được ông Diệm đưa từ bóng tối ra ánh sáng, cho nên kẻ đã lật đổ ông Diệm đều thuộc hạng phản chủ phản thầy. Thì ra ông linh mục mà thấm nhuần nhân vị tính của nền Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã hồi ký cho mọi người là chế độ nhân vị này chỉ gồm toàn đầy tớ học trò của ông Diệm, một bọn người chỉ biết gọi dạ bảo văn, không còn chịu dạ chịu văn mà lại lật đổ thầy mình chủ mình, thì chỉ là một bọn phản chủ phản thầy. Cộng hòa chế độ chủ và thầy, nhân vị một bọn học trò tôi tớ. Linh mục mà Luận biết mình cũng chỉ là một đầy tớ và học trò của ông Diệm, như mọi người khác đang phục vụ nhà Ngô theo định nghĩa chính của ông, vì ông cũng là người đã từng được ông Diệm đưa từ bóng tối ra ánh sáng. Nhưng trong thâm tâm, linh mục Luận hẳn muốn người xem hồi ký liệt linh mục nằm ngoài bọn người phản chủ phản thầy này. Tuy có một giai đoạn dù chỉ vài năm sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, và trước khi viết hồi ký, ông phô trương việc ông đã góp phần lật đổ chế độ Diệm trong tư cách viện trưởng Đại học Huế. Xin xem phát biểu của ông viện trưởng về biến cố tháng 11 năm 1963 trừ ở Viện Đại học Huế. Việc chống đối này quả có thực, ông linh mục có tự hào hành động chống đối ông Diệm cũng đúng. Niềm tự hào ấy đã cho Văn xưa được cơ hội khen đùa ông linh mục biết thay đổi nhanh và kịp lúc. Nhưng bước qua năm 1967, trong không khí phục hồi Công giáo Cần Lao, danh dự lật đổ chế độ Diệm đã trở nên nặng nề, hai vai nhà tu có lẽ không mang nổi nữa. Ông Luận bèn viết hồi ký để một lần nữa trở mình cho kịp lúc. Chắc hẳn ông linh mục mà đã xếp tên Đỗ Mậu vào bọn người phản bội, trong đó ông linh mục không còn muốn có tên mình. Cũng đúng thôi, đối với ai lấy cái tinh thần Ngô Đình Diệm theo định nghĩa Cao Văn Luận là một giá trị nhân vị cao cả, như những người hiện nay đang hô hào phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm, thì Đỗ Mậu thoát sao khỏi là kẻ phản chủ phản thầy. Nhưng đối với nhân dân ở miền Nam, trong đó có Văn xưa, thì lại khác. Người miền Nam đã reo mừng suốt 3 ngày liền khi nhà Ngô sụp đổ, nghĩa là đã nhìn bọn phản chủ phản thầy theo quan điểm nhân vị của linh mục Luận. Và trong bộ đó có Đỗ Mậu, là những người có con xứng đáng của đất nước,
đã biết thoát ly tập đoàn phản dân hại nước lúc bấy giờ đang hoàn thành. Từ trong tập đoàn phản dân hại nước này, Linh Mục Luận năm 1963 từng cho biết mình đã thoát ra trong bữa ăn văn xưa nhắc đến ở phần trên. Nhưng Đỗ Mậu và cùng Đỗ Mậu, nhưng đến năm 1967, khi bọn Cần Lao nhân vị nép sau lưng chính quyền Thiệu Kỳ lại tiếp tục hoành hành, Linh Mục Luận hồi kỹ quay vào như không như Đỗ Mậu và không dùng cùng Đỗ Mậu. Người tu sĩ Thiên Chúa giáo bác học và tiên tiến này đã từng nhiều năm trước, năm 1954, là bạn của Văn Sư, đã từng là quân sư của ông Diệm, đã từng là viện trưởng đại học, lại chưa vượt qua được tầm mức văn hóa phong kiến. Đáng tiếc học thức thật không hẳn là kiến thức. Trong một lần trước ở mục này, Văn Sư đã bàn đến cái bản chất hoàn toàn thiếu nhân vị của một nền Cộng hòa mệnh danh là nhân vị, mà Linh Mục Luận đã nêu làm tinh thần Ngô Đình Diệm và thơ như là một giá trị tinh thần tuyệt đối. Về pháp, lại đọc hồi ký này của một người chưa từng là bạn, ít học và dốt nát, chữ ông Đỗ Mậu dùng cho chính ông, Văn Xưa nhận ra một điều: không đợi phải gặp nhau mới thực là bạn. Đúng như câu Tỳ Bà Hành Ỷ Lan lúc sang Úc đã trích ghi khi tặng Văn Xưa tập Gọi Thầm Giữa Paris của Võ Văn Ái: cùng một lứa bên trời lặng đặng, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Đỗ Mậu viết: nói cho cùng thì có phải chỉ mình Dương Văn Minh đầu hàng đâu, những kẻ bỏ nước ra đi trước hay sau ngày 30 tháng 4 cũng là những kẻ đầu hàng. Kẻ đã có lần sát cánh với ông Dương Văn Minh, tức Đỗ Mậu, mang hoài bão thay đổi một cuộc cờ, nay phải sống xa lìa cố quận, cũng là kẻ đầu hàng, cũng gửi tâm sự cho chim gàng cá biển. Và nhắc đến trách nhiệm trước lịch sử đối với hiện tình đất nước, ông Mậu ghi thêm: ai là người không có tội? Xem đến đoạn vị tướng cũ thoát học, khiêm tốn nhận mình cũng là người có tội và chia cả cái tội đầu hàng kẻ thù với người bạn đồng đội Dương Văn Minh của mình. Tuy không ai buộc, Văn Xưa thấy gượng cho ông cố Linh Mục bác học. Ông Linh Mục đã cố đem hết sức học quản bác của mình để hồi ký cái tội phản chủ phản thầy. Cái tội nếu quả là một tội, chính mình cũng phạm trút lên đầu người khác. Những người trước đó mình đã là một thời minh bạch chia chác với họ công lao chống một chế độ phản nước hại dân. Trong khi ấy, ông Đỗ Mậu thất học dốt nát, không hiện diện ở Sài Gòn hôm Dương Văn Minh đầu hàng kẻ thù, và đã ly hương trước, lại tự buộc mà không ai gán cho mình cái tội đầu hàng người ta, đang trồng vào cổ Dương Văn Minh để thẳng tay nguyền rủa. Nghĩ cũng tội cho học vấn. Ở một nhà tu, học vấn chỉ đưa đến cho ông Luận một học thức quản bác ít ai có, và Đỗ Mậu thì nhất định không có rồi. Nhưng lương tri ông không tác dụng được trên cái vốn học thức ấy để hoàn bị kiến thức, mà kết hợp cho ông một ý thức nhân bản hoàn chỉnh. Thành ra cũng một việc chính ông đã làm và đã nói cho người khác biết, nếu Văn Xưa không phải là người duy nhất được nghe ông, là mình đã làm việc làm ấy hôm trước. Ông xem là danh dự nên muốn ai cũng biết ông đã làm. Hôm sau người có quyền lực ngầm bảo là tội ác, ông vội vàng kể tội ác ấy cho người khác để thiên hạ trong nước tưởng là ông không hề làm. Có lẽ nhà tu này không bận tâm mấy về chuyện danh dự hay chuyện tội ác, mà bận tâm hơn về chuyện thế lợi. Hôm qua lật đổ ông Diệm là một danh dự, ông Linh Mục chia cái danh dự ấy để hưởng lợi. Hôm sau lật đổ ông Diệm là tội ác, ông Linh Mục bèn gán cái tội ấy lên đầu người khác để khỏi mất phần thế lợi dành cho những ai đã trung thành với chủ cũ. Thế lợi đã làm ông Linh Mục quên sống đạo của ông chăng? Việc hôm trước mình cho là phải nên mình phải làm, nên mình làm. Nếu hôm nay mới thấy rõ là quấy, thì con chúa đi xưng tội để được giải tội, không đổ vấy cho người khác, cho ai khác để chạy tội.
Thảo nào thầy Mạnh cứ nói đi nói lại mãi cái chuyện lương tri. Đạo Khổng đặt lương tri lên trên hết các khả năng của mỗi người để thể hiện con người trong bản thân thành thực với chính mình là căn bản của lương tri. Chúa Giêsu không dạy chỉ khác hơn khi dặn có muốn ném đá vào người, hãy xem mình có cùng tội với người mình định ném đá hay không trước đã. Khi lật đổ ông Diệm là một công lao, ông linh mục chia công lao ấy với những người như ông Đỗ Mậu. Khi lật đổ ông Diệm là một cái tội, ông linh mục gán cái tội ông đã phạm ấy để ném đá vào những người như ông Đỗ Mậu. Hồng chạy tội của mình bằng ngôn ngữ đạo hành của một quan tòa buộc tội người khác. Kể cũng tiện, đã bận tâm về thế lực thế lợi thì linh mục luận trước sau cũng vẫn chỉ thủy chung với thế lợi, đâu có dốt nát đến nỗi tự buộc mình vào cái tội đầu hàng để chia với Dương Văn Minh. Những lời nguyền rủa chỉ có người quê mùa dốt nát như ông Mậu mới hồi ký nhận tội mình trước lịch sử và chia với Dương Văn Minh cái tội mà một số người đang phỉ nhổ. Một sự phỉ nhổ không giấu nổi dụng ý, và bài này dùng nguyên tắc chính danh để lục trần. Cho nên hôm nay người Việt tiếng Việt bàn về từ ngữ đầu hàng gọi là để ghi nhận tấm lòng Đỗ Mậu đã thủy chung với chính con người mình. Quay về phân tích ngôn từ là tấm cảnh trong mục này, bạn đọc quen rồi với giới hạn đã định, không phải nhắc lại nữa. Ngôn từ và các loại âm tâm cảnh được phân tích xong, bạn đọc mỗi người mang nhận định riêng, ứng dụng vào quan điểm sự thể của mình, thế này thế khác, để có một thái độ của mình, một thái độ chính trị mình chọn lựa lại. Đấy là việc của người đọc, không phải của người viết. Người viết chỉ giữ công việc chính danh để vạch chỗ tâm cảnh và ngôn từ dùng để diễn đạt tâm cảnh có hoàn cảnh khớp hay không khớp vào nhau. Hồng giúp bạn đọc tránh chuyện sự thế lầm lẫn, vua ra vua, cha ra cha, như lời thầy Khổng. Ngôn từ phân tích hôm nay là đầu hàng. Bạn đọc mục này hãy cùng văn sư như thường lệ tìm vào các loại tâm cảnh của đồng bào trong nước lúc Dương Văn Minh đầu hàng Cộng sản ở sảnh đường Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1974, để xem hai chữ đầu hàng khớp hay không khớp với tâm cảnh nào, rồi chính danh cho mỗi loại tâm cảnh. Một, thóa mạ để chạy tội, Dương Văn Minh đã đầu hàng Cộng sản. Gần 12 năm nay, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng cũ Dương Văn Minh được xem là người đã đầu hàng Cộng sản. Ở nước ngoài, đồng bào di tản đến đâu, Dương Văn Minh được chỉ danh đến đấy là người đã phản bội đất nước, phản bội dân tộc vì đã đầu hàng Cộng sản. Không phải những người liều mình vượt biên lìa bỏ quê hương, sau này Dương Văn Minh đầu hàng đã lên tiếng thóa mạ tướng cũ này như thế. Những thành phần đi di tản lại là mục tiêu mà âm mưu thóa mạ Dương Văn Minh nhắm vào. Người ta áp dụng định luật Palovon, chủ ý tạo cho đồng bào tị nạn các điều kiện tâm lý hướng dẫn, để cho mỗi khi nghe đến Dương Văn Minh liền phán xạ là ông Minh đã đầu hàng Cộng sản. Đây là âm mưu của cả một tập đoàn. 20 mấy năm trước ngày Dương Văn Minh đầu hàng đã liên tục nắm giữ chính quyền để mưu lợi riêng, lũng đoạn quốc gia, để rồi miền Nam không thoát được tay Cộng sản. Cho đến khi không còn hy vọng tiếp tục vơ vét thêm được nữa, tập đoàn này đã phân tán chạy như một bầy chó đã phải lửa, hối hả tháo chân cho kịp trước ngày Sài Gòn sụp đổ, để lại an hưởng tài sản đã thụ đắc năm này qua năm khác. Lúc cầm quyền trong nước, trên xương trên máu của lính của dân mà tiếp tục cuộc sống đế vương ở nước ngoài. Cố nhiên nay ra nước ngoài, bọn họ thừa tài sản, thừa học thức, thừa bộ hạ tay chân, thừa phương tiện, chỉ thiếu có liêm sĩ, nên không ngần ngại sử dụng đủ mọi thứ mánh khóe, kể cả mánh khóe văn hóa. Báo có, sách có, để
hai cái tội đầu hàng của Dương Văn Minh. Một cách để nói mà không phải nói là bọn họ vô tội, không phản bội đất nước vì không đầu hàng như Dương Văn Minh, bởi đã trốn kịp ra nước ngoài. Chỉ Dương Văn Minh là kẻ bán đứng miền Nam cho Cộng sản. Ở trong nước không cần phải nói ai không biết tướng Dương Văn Minh đã đầu hàng, đã trao quyền chính quyền Nam cho phe Cộng sản trước ngày 30 tháng 4. Biết rõ như thế nên quần chúng miền Nam đã cảm ơn ông. Trong con mắt nhân dân miền Nam, Dương Văn Minh là con người anh hùng. Ngay cả trong giờ phút đất nước sụp đổ, con người đã kề vai gánh trọn sự sụp đổ của cả một dân tộc lên người mình, hòng tránh cho nhân dân Sài Gòn khỏi phải thảm sát. 2. Cội nguồn sụp đổ miền Nam, chán ghét chế độ chiến tranh, thờ ơ trước thế cuộc. Lúc Quốc hội Mỹ không chấp nhận viện trợ thêm 700 triệu Mỹ Kim cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, mọi người đều biết giờ sụp đổ của chế độ Sài Gòn đã điểm. Sau biến cố Bình Long, thất thủ Pleiku, Con Tum bỏ ngỏ tháng 1 và tháng 2 năm 1975, sang tháng 3 năm 1975, lần lượt Huế mất ngày 25, Đà Nẵng mất ngày 29. Sau khi chiếm được Đà Nẵng, Hà Nội thấy phải đánh gấp vào thủ đô miền Nam, để Sài Gòn không kịp chuẩn bị đương đầu nên đã ra lệnh làm ngơ vùng Duyên Hải, giao Trần Văn Trà và Phạm Hùng tập trung lực lượng ở Lộc Ninh, sát nách thành phố, gửi Văn Tiến Dũng vào Nam cùng tổ chức tấn công Sài Gòn, và Lê Đức Thọ vào tiếp để lãnh đạo chiến dịch về sau được gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh, do bộ ba Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng, Trần Văn Trà chỉ huy. Các tỉnh vùng Duyên Hải sau Đà Nẵng không còn là mục tiêu chính của Cộng sản, cán cân lực lượng gồm người, vũ khí, phương tiện nghiêng hẳn về phía Cộng hòa, nên Hà Nội phải dùng tất cả sức mạnh hạn chế của mình ở miền Nam để đánh thẳng vào Sài Gòn. Thế nhưng lần lượt sang đầu tháng 4 năm 75, thành phố Nha Trang, rồi Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân, Bình Tuy đã rụng như sung vào miệng Cộng sản. Đây là hiện tượng mọi người ghi nhận, quân dân miền Nam đã tự thất thủ. Nhắc lại lịch trình sụp đổ không phải để nói chuyện thời cuộc, chuyện chính trị, chuyện quân sự đã xảy ra trong 2-3 tháng, trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 75, ngắn ngủi nhưng rất tai hại cho đất nước, mà là để phơi bày cặn kẽ nguồn cơn của một sự sụp đổ vãn vẹn chỉ trong vòng 2 tháng. Nguồn cơn của hiện tượng tự thất thủ nằm trong tâm cảnh quần chúng miền Nam, trong tâm cảnh quân đội Cộng hòa, tâm cảnh phức tạp và đa dạng của quân dân. Đồng bào miền Nam đã là động cơ đưa đến sụp đổ mau chóng của một tổ chức nhà nước gần 20 năm liên tục nằm trong tay bao thầu của một tập đoàn lãnh đạo chấp bu không gốc không rễ trong lòng dân tộc. Tâm cảnh chung của toàn thể đồng bào từ lâu rồi đã chán chiến tranh vì thù ghét bọn chế độ Cộng hòa giả hiệu hết phong kiến đến quân phiệt mà người Mỹ không thương tiếc phương tiện dựng lên để chống cộng, bất chấp quần chúng trong nước. Cứ nhìn quang cảnh đầu năm 73 lúc bắt đầu thi hành thỏa hiệp đình chiến cũng rõ. Nói cho thật gọn mà cũng thật đúng, quân dân miền Nam không còn một chút tin tưởng nào ở chính quyền, do các ông tướng Thiệu Kỳ bám chặt, binh sĩ miền Nam không còn gắn bó với quân đội do các ông tướng Khiêm Viên khống chế. 3. Tâm cảnh riêng của anh em quân nhân binh sĩ Cộng hòa chán chiến tranh. 20 năm quân dân miền Nam chịu đựng cảnh người Mỹ bao che bất tài, bất công, tham nhũng, bè phái của một chí sĩ lạc hậu và phong kiến, và nằm trong tay quân phiệt tiếp theo sau tất cả điều nhân danh đủ mọi thứ giá trị tinh thần tốt đẹp, từ sự ngay thẳng trừ ý thức trách nhiệm trước lẽ sống còn của quê hương đất nước, nhằm mục đích chế ngự các thế hệ đang trưởng thành, không để cho thanh niên, sinh viên, học sinh rảnh tay phát động phong trào chống đối. Nhà Ngô từ các biến cố tháng 11 năm 60, tháng 2 năm 62 cho đến tháng 11 năm 63, rồi Thiệu Kỳ từ năm 1967 đã dùng biện pháp động viên để ngăn chặn.
Người ta hùa lùa vào các quân trường lớp sinh viên, học sinh mà lựu đạn cây, gây thép gai, không ngăn được họ biểu tình phản đối vụ ông Diệm đàn áp Phật giáo, phản đối Thiệu Kỳ âm mưu hồi sinh Cận Lao Công giáo, để khi họ tốt nghiệp dùng quân kỷ mà giam lỏng lớp trẻ có học vấn cao và hàng ngũ các chủ hy cấp thấp của quân đội. Lớp chủ hy cấp thấp ấy, lớp chuẩn úy, thiếu úy, đại úy ấy đã mang vào hàng ngũ anh em binh sĩ vốn liếng trí thức và những nhận xét thiết thân về đời, về thời cuộc rất sắc bén của họ. Hàng ngày họ cùng chia với anh em binh sĩ một ý thức mới, một cái nhìn khác về xã hội, về chế độ, về lịch sử, về lãnh đạo, về chỉ huy, về tình trạng áp bức bất công mà toàn thể anh em binh sĩ đang là nạn nhân. Chính lớp sĩ quan cấp thấp này vừa trẻ vừa có học thức, được anh em binh sĩ mến chuộng vì biết tận tụy lo lắng cho anh em, đã gây cho binh sĩ trong đơn vị họ chỉ huy một tinh thần chiến đấu chống bất công, bất kể từ đâu đến, tất cả dân già kết hợp nên một thành phần quân đội biết nhận ra chân tướng của bọn đang thao túng xã hội, thao túng binh sĩ, nhận ra cái giá trị thực sự của một quân nhân. Từ đó họ liền liên đới với nhau trong một tình cảm huynh đệ. Họ chống cộng nên chịu đựng, chịu đựng trong hy sinh sẽ trưởng thành trong quân đội, sẽ cùng một số thượng cấp trong sạch, có tư cách, có tinh thần trách nhiệm, phối hợp thành một sức mạnh để từ các binh chủng và một lúc nào đó thuận lợi làm áp lực chính trị mà cải thiện quân đội, chế độ và xã hội. Vì họ biết quân đội là cụ trụ cột của chế độ nên người Mỹ quyết tâm giữ cho lớp tham nhũng cầm đầu để dễ sai khiến. Một Hà Thúc Nhơn vì chống tham nhũng bị giới tham nhũng giết ở Nha Trang. Một Phạm Văn Lương mở chốt lựu đạn ngồi trước thềm Quốc hội chống cường quyền, đã là những điển hình tâm cảnh chán trường của thành phần quân nhân thanh niên và học thức này trong quân đội. Đến một lúc nào đó họ nhận ra các đàn anh họ trong quân đội đành cũng bó tay trước sự ngu muội của người Mỹ, cho rằng chống cộng chỉ cần có một bọn tay sai nắm trọn quyền binh mà không cần đến quần chúng nhân dân trong nước. Tướng ngồi chơi xây nước Dương Văn Minh điển hình là tình trạng bó tay này. Thế nên dần dà tâm cảnh buông súng đã manh nha ở lớp sĩ quan trẻ. Trong tâm cảnh buông súng, các sĩ quan cấp thấp thuộc các lớp thanh niên bị động viên đã chỉ huy binh sĩ của họ để đánh một trận oai hùng ở Xuân Lộc với tướng Hưng, tỏ ra dũng cảm của một thế hệ trẻ không vươn lên được trong hàng ngũ quân đội Cộng Hòa. Kỳ dư họ bỏ mặc cho anh em binh sĩ dưới quyền tan hàng, từ chối chiến đấu sau khi Bình Lâm thất thủ. Do đó từ Huế vào Bình Tuy không phải cộng quân đã chiến thắng mà binh sĩ Cộng Hòa đã buông súng, và nhân dân miền Nam đã như nước vỡ bờ, phó mặc tương lai cho một định mệnh Ngô Đình Diệm rồi Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, dựa trên những người Mỹ mù quáng, dựa trên Công giáo Cần Lao đã suốt 20 năm xếp đặt cho miền Nam. Xuân Lộc bằng chứng của một quân đội dũng cảm quyết tâm tự thất thủ vì ghét tham nhũng, chán chiến tranh. 4. Tâm cảnh của quần chúng thờ ơ. Năm 1954, lòng tham chuộng hòa bình được thỏa mãn, tuy đất nước sẽ đôi, quần chúng trong nước cũng đành lòng để hành xử quyền được lựa chọn, hoặc sống ở miền Nam quốc gia để xây dựng một xã hội tự do, hoặc ra miền Bắc làm cách mạng với Cộng sản. Quyền chọn lựa ấy được thực hiện cụ thể, gần 1 triệu đồng bào rời bỏ đất Bắc quê hương vào nương náu ở miền Nam, mong tìm một đời sống có nhân tình. Nhưng đồng bào Bến Nghé, Đồng Nai chẳng có mấy ai chọn lựa theo Cộng sản ra Bắc, trừ các cán bộ trung kiên không kể gốc Nam, gốc Bắc. Tất cả người sống ở miền Nam đều đã chọn lựa tự do, không ai chối cãi được, kể cả bọn Cộng sản mồm loa mép giải đã quen. Trong tinh thần chọn lựa ấy, đồng bào di cư được đùm bọc đến nơi đến chốn, cũng không ai chối cãi được sự kiện này. Khi các khu trù mật vị thanh, cái sắn được thiết lập riêng cho người di cư mà không hề gây một xúc động
ganh ghét nào của cộng đồng đồng bào tại chỗ. Trong tinh thần chọn lựa ấy, dân chúng đất cũ Nam Kỳ, Đinh Ninh đã đến lúc mà cùng tất cả các thành phần nhân dân miền Nam xây dựng và mở mang phần đất đã cùng nhau chọn để mà sống với nhau trong tự do. Cũng không ai chối cãi được sự kiện này. Quần chúng Nam Kỳ cũ không hề hồ theo các giáo phái để chống chính quyền Ngô Đình Diệm, tuy chẳng ủng hộ con người họ chưa biết hẳn là thế nào. Chỉ vì ai cũng muốn tránh xáo trộn để sống an lành sau 9 năm chiến tranh giải phóng. Từ bước đầu tốt đẹp nhường ấy, 20 năm tiếp theo sau đã diễn ra một cảnh tượng ngày nay nhắc đến không ai khỏi bàng hoàng. Một người được từ xưng tụng là chí sĩ mở đầu một chế độ gọi là Cộng Hòa, sau đó gắn thêm vào mỹ từ nhân vị để che đậy bản chất độc tài. Kỳ thị, gia đình trị, dân già, tách chính quyền, xa hẳn nhân dân, đưa đến tình trạng biến nhà nước và nhân dân thành hai đối tượng thù nghịch lẫn nhau. Nhà cầm quyền lo củng cố địa vị nên chỉ bận đương đầu với quần chúng trong nước hơn là lo việc kiến thiết đất nước, hơn là lo việc xây dựng một xã hội đáng sống cho người trong nước. Khi thấy không có ai theo mình, lại dùng trò lỗ cộng tố cộng để khủng bố đàn áp mà chống nhân dân. Ai đã từng xem tranh ảnh nhà Ngô đăng trên tờ Paris Match, các anh em xiêm thiêu gấm áo rực rỡ xoe xoang quay quanh ông Diệm đều ý thức được đến nơi sự phân cách giữa nhà nước họ Ngô và quần chúng miền Nam. Nhất là bức ảnh chụp sau ngày được giải cứu khỏi cuộc binh biến năm 1960, ông Tổng thống Xuân Xoe đứng bên trên bục cao, tay cầm một quà sắp giấy bạc 500 thả lòa xòa xuất thấp. Một lũ quần thần tay chân, bộ trưởng có, tướng tá có, chen nhau không lưng nhặt từng tờ như một món tiền thưởng công để chia mỗi mừng thoát nạn của chủ của thầy mình. Ai ở Pháp có thể tìm xem bức ảnh này ở các thư viện, ở tuần báo Mách, hoặc ông Ngô Đình Luyện còn giữ làm kỷ niệm chăng? Cứ nhìn cảnh dân chúng miền Nam suốt 3 ngày liền đã chạy rong ngoài đường phố reo hò vang dội để mừng việc sụp đổ của gia đình họ Ngô, đủ thấy lòng dân chán ghét chế độ Cộng Hòa nhân vị đến thế nào. Dương Văn Minh, người anh hùng rừng sát, một lần nữa lại xuất hiện trước mặt quần chúng miền Nam là người anh hùng đất nước. Nhân dân miền Nam nghĩ là khi đã loại bỏ được nhà Ngô rồi, chế độ mới sẽ đáp ứng được các đòi hỏi của dân tộc, dân quyền để xây dựng một xã hội văn hóa và phát triển trong tinh thần nhân tình, tự do, công lý. Nhưng hết Cộng Hòa nhân vị phong kiến lại Cộng Hòa quân phiệt, một số tướng lãnh thối nát nói vòng tay lớn với cần lao công giáo để tiếp tục đục khoét miền Nam, biến nước ta thành vùng đất màu mỡ cho tham nhũng, cho bất công. Hiệp định đình chiến thi hành, nhóm tướng lãnh cầm quyền phô trương khí thế giả tạo để che đậy các bánh khóe có vết gấp, hòng thu thập tài sản chợ chiều còn sót, chờ cuốn gói kịp lúc đất nước nhân dân, chưa bao giờ họ đã bận tâm. Trong giờ phút vô vét hối hả sau cùng, lại càng chẳng phải bận tâm đến để hốt cho thật trọn vẹn. Chúng bám chặt quyền lực đến cùng. Đến lúc này, ngày 1 tháng 2 là sụp đổ, chúng mới chịu buông để tháo chạy. Trong vòng đúng một tuần lễ, Thiệu Khiêm giọt trước hôm 24 tháng 4, rồi lần lượt những Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang giọt tiếp theo. Lạ lướt hơn cả là ông tướng Tàu Bay. Một ngày trước khi cộng quân tiến vào Dinh Độc Lập, chân ông bước lên máy bay để giọt, miệng ông dõng dạc tuyên cáo quyết tâm không rời bỏ quê hương, kêu gọi đồng bào hãy cùng với ông tử thủ chống cộng. Quần chúng trong nước biết trước sự tình rồi sẽ xảy ra như thế, biết rõ trước sau mình cũng sẽ là nạn nhân cảnh tượng bất thủ. Từ Bình Long đến Pleiku, Kon Tum, sau đó là miền Duyên Hải, đã thực hiện nỗi chán chường của toàn thể nhân dân. Tâm cảnh chung là buông xuôi, là phó mặc, biểu thị sự thờ ơ, tình thế ra sao thì ra. Cộng sản có vào cũng thế thôi, chẳng còn chi khác để chọn lựa. Tâm cảnh phó mặc, tâm cảnh thờ ơ của quần chúng,
cùng tâm cảnh buông súng của thành phần quân đội trong sạch và lý tưởng đã kết hợp dọn đường cho xe tăng cộng sản tiến vào Dinh Độc Lập mau chóng. Bộ chính trị Hà Nội không đủ quân lực mạnh để miền Nam để thắng gấp. Nhóm Thiệu Kỳ và tướng tá Sài Gòn vơ quét có nghĩ đến việc chiến đấu đâu để thắng để bại, chỉ có thời cuộc đất nước chúng ta đã ngưng động trong tâm cảnh nhân dân quân đội trưa ngày 30 tháng 4 năm 75. Quân và dân miền Nam đã tự thất thủ để chấm hết chiến cuộc. 5. Tâm cảnh nhóm tướng lãnh cầm quyền tháo thân kịp lúc. Khi nhân dân thờ ơ, khi binh sĩ buông súng, có chế độ nào tồn tại được? Nhóm tướng lãnh cầm quyền hiểu rõ điều này trước mọi người. Nhất tề sắp đặt việc sụp đổ từ cuối tháng 3 năm 75. Chúng bày trò thiết quân lập, cấm dân thường đi lại vào ban đêm để tự do di chuyển nhân sự và tài sản riêng của chúng hòng sửa soạn để trôi chảy việc tháo thân. Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng này khác, tướng tá đầu não quân đội Cộng hòa, những người trước sau vẫn thao túng đời sống xã hội bằng quyền lực không có kiểm soát, tha hồ tự tung tự tác. Nay cấp kỳ có sẵn đủ mọi thứ phương tiện để đào tẩu kịp thời nên vẫn giữ giọng hùng hổ, nhất hô thiên ứng, mong đánh lừa quần chúng không cho nhìn thấy sụp đổ đến nơi, để người trong nước không chú ý là bọn chúng đang lo việc tháo thân. Nhưng chẳng kịp, chẳng bịp được ai. Những tâm cảnh tháo thân này đa dạng. Tháo thân nhưng còn phải chuyển các tài sản quốc gia, nhất là vàng, theo ra nước ngoài thành của riêng mình như Thiệu Khiêm. Tháo thân nhưng còn phải bày trò thuê dạng người hùng cầu mối như ông ma tướng Trừ Giang. Tháo thân như buộc phải lừa lọc anh em binh sĩ như tướng Viên, tướng Lộc chia nhau sau trước vụ tổng tham mưu để tham mưu việc xa chạy cao bay, trốn bỏ quân đội. Nhưng phải nói đến thành phần quân viên nhà nước, những công chức cao, không bè phái, không thế lực, không có tài sản lớn. Phải nói đến các lớp sĩ quan không biết chi chác, luồn cuối, đục khoét. Họ mang tâm cảnh bế tắc vì thấy rõ mình là nạn nhân bị đàn anh bỏ rơi lại, để riêng gánh chịu sự trừng phạt, sự nguyền rủa đánh vào các cơ thể nhà nước trong giờ sụp đổ. Và nhất là sau đó, trong khoảnh khắc họ biến thành ngụy quân, ngụy quyền. Cho đến nay, 12 năm qua, phần lớn nếu còn sống dưới gót sắt của Cộng sản, đang quằn quại trong các trại học tập cải tạo bất nhân. Tâm cảnh sợ hãi khiến họ mong được yên thân, rồi có ra sao cũng đành chịu. Chưa kể đến hai thành phần khác, quan không hẳn ra quan, dân không còn là dân. Thành phần trước, một số lớn những người có thân trong các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo, trước sau vẫn giữ được không vấy bùn. Họ mang tâm cảnh thản nhiên, thế tục trước sau vẫn không làm họ bận lòng, và họ chỉ mong mỏi hòa bình, ngưng việc chém giết cho đồng bào được sống an lành. Và những người sinh hoạt trong các cơ sở kỹ nghệ, thương mại, nhân viên chưa từng chia phần lợi kinh tài của chủ, trong giờ phút quyết liệt sắp đến, chẳng có quyền lực nào ngó ngàng đến họ, và họ mang tâm cảnh những con tốt phải mang thí cho mong được yên thân. Ai thắng ai bại không còn là vấn đề họ phải thiết thân đến nữa. Thành phần sau, đa số đồng bào di cư, người Bắc Thiên di vào Nam từ năm 54, được cột chặt vào nhiệm vụ hậu cần chính trị cốt tủy và liên tục cho hai nền Cộng hòa miền Nam. Đa số họ kém ý thức, đã phục tùng vô điều kiện tập đoàn lãnh đạo của họ gồm một số tu sĩ Thiên Chúa giáo hiếu động và quá khích, và các tay kinh tài chuyên nghiệp trong việc đồng lõa với tập đoàn cầm quyền. Hai hạng người này thường xuyên toan rập với nhà nước, đã mau chóng chia được phần thế lực, nhờ thế mà mau chóng trở thành tỷ phú, triệu phú miền Nam. Suốt 20 năm, đoàn thể đồng bào di cư đã hoàn toàn bị hai hạng người này điều động, chỉ huy, mua chuộc, đẩy ra múa rối trên sân khấu chính trị miền Nam. Thành phần này thấy rõ trong giờ phút mất còn đăng điểm, lãnh tụ của họ vội vàng bỏ rơi họ, nên cũng mang tâm cảnh sợ hãi, mong mua chuộc những tội ác không phải do mình. Nhưng phải liệt ra ngoài thành phần di cư một số nhà tu, một số kinh tài đồng lõa thường xuyên với tập đoàn tham nhũng đấu thầu
việc bao biển đồng bào di cư để làm hậu cần cho Diệm, cho Thiệu, cho Kỳ, nên được cất lên hàng lãnh tù, thừa uy thế, thừa tài sản, đủ phương tiện để không cần đến ai vẫn thoát đi được, có ăn có chia mà không có chịu. Hạng người này cũng phải mang tâm cảnh thoát thân, bất chấp đồng bào cùng họ đã từ Bắc di cư vào Nam mà họ đã đẩy vào ngõ cụt. 6. Quyền lực nhà nước vứt bỏ trên đường phố. Trước ngày Sài Gòn thất thủ, trong hoàn cảnh dân chúng thờ ơ, binh sĩ buông súng, tập đoàn cầm đầu nhà nước hối hả lo việc thoát thân. Các cơ chế nhà nước bề ngoài tuy còn không còn nguyên vẹn, nhưng quyền lực nhà nước đã bị vứt bỏ trên đường phố, chẳng ai đói hoài đến. Dân ngoài phố sợ bọn vô hại làm càn trong những ngày không còn phép nước, nên càng mong thời cuộc kích liễu gấp. Mọi người sẵn sàng chấp nhận một cuộc đổi mới, dù không tin rồi sẽ an lành, nhưng không còn trách tránh được chế độ tham nhũng cuốn cờ. Ít ra đây cũng là điều làm cho mọi người thỏa dạ. Ai cũng biết thủ đô đang bị vây hãm, bà con có thể bị pháo kích, bị tấn công. Quân đội Cộng hòa đã tan tành, tan hàng, binh sĩ cởi giáp, quăng súng khắp các ngõ hẻm thành phố. Trực thăng Mỹ di tản rầm rộ trên bầu trời. Ông Trần Văn Hương mấy ngày trước nhận làm cầu thang cho Thiệu Kim, nhẹ mình lên máy bay chạy trốn, lại lẩm cẩm lên giọng kháng cự, tử thủ khi chính phủ đã nhào như giấy bị nhai. Khi quân lực không còn xương sống, khi nhà nước mềm như xác chết, không làm gì được đây, và làm với ai đây? Cộng sản tàn ác, điều ấy chẳng đợi tuyên truyền, dân chúng đã biết. Nhưng làm thế nào thoát được họ đây? Cộng sản có giết, có tha, có nhân dân miền Nam tránh sao khỏi? 20 năm qua, Diệm, Thiệu, Kỳ và tay chân trước sau đã thay nhau đặt gọn miền Nam vào trong tay cộng sản rồi. Mọi người đều mong rồi ra người trong nước, dù Bắc dù Nam, dù cộng sản dù quốc gia, sẽ dung hợp với nhau trong một mà đất nước hòa bình. Tuy ngờ ngờ chỉ là ảo vọng. Cộng sản Hà Nội muốn thắng lợi ngàn năm, một thuở của chúng được hoàn toàn rực rỡ, nên buộc chính quyền Bù Nhìn Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện. Miệng lưỡi Võ Đông Giang chỉ huy cuộc tấn công thủ đô, đầu hàng nhân dân, không phân biệt miền Nam miền Bắc. Cộng sản đã thắng Mỹ, miền Nam miền Bắc cùng thắng với nhau, giữa hai miền không có thắng bại. Tất cả bài toán là đây. Ông quyền tổng thống Hương mang tâm cảnh chí sĩ nói cứng, nhất định tử thủ chứ không đầu hàng. Nếu cụ làm như cụ nói, cụ tử thủ với lực lượng nào? Dân chúng đã thờ ơ, quân đội đã tan hàng, binh sĩ theo nhau cởi bỏ quân phục, vứt cả vũ khí trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật. Cụ nghĩ chuyện Tiết Tháo, chuyện Hào Hớn, nhưng không nhìn ra được Tiết Tháo ở Phan Thanh Giảng, Hào Hớn ở Võ Tánh. Lúc chính quyền cụ giữ trong tay chỉ là một chính quyền ma, dân không, quân không. Trong tâm cảnh trái chứng muộn màng ấy, cụ muốn quần chúng thủ đô chịu thảm sát để cho cụ thành Hào Hớn, thành chí sĩ. Sự kiện này không phải người viết Võ đoán mà là nêu ra ở đây. Cụ Hương muốn thủ đô đi vào biển lửa, người chiến sĩ đầu hàng sao được? Cũng phải. Hai chữ đầu hàng này, ngày nay ở nước ngoài, những người đã 25 giày xéo trên miền Nam đang ban ra thoá mạ Dương Văn Minh. Tội nghiệp cho cụ, cụ mắt lẫm Thiệu Khiêm, chúng mớm cho cụ hai chữ Tiết Tháo để chúng được nhẹ nhàng cất cánh. Và cụ nhất định chờ chúng mang quân về cứu, nhưng chúng đã hẹn với cụ, cho nên người ta phải khuyên cụ nhường. Việc ô nhục người chí sĩ không thể làm ấy cho tướng Dương Văn Minh. Hai ông Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu được ghép theo Dương Văn Minh như là đảm bảo của hai thế lực tinh thần còn lại, để ông đứng ra chấm dứt một tình trạng không lật ngược được nữa, và nếu kéo dài chỉ kéo dài thêm chết chóc thê thảm. Sự kiện đảm bảo này cũng không phải người viết Võ đoán mà nêu ra ở đây. Tình trạng không lật ngược được nữa ấy, ai đã gây nên? Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ hay Dương Văn Minh? Những người thay nhau cầm quyền chính quyền, những tướng lãnh từng thao túng quân đội,
đã vội vã tháo chạy, giờ đây Thoá Mã với Vân Minh đã đầu hàng, không chịu tử thủ. Thế sao chúng không ở lại để tử thủ mà bỏ trốn? Nếu có chuyện đầu hàng thì Dương Vân Minh đã đầu hàng thay cho chúng nó thôi. Chính việc chúng tháo chạy là hành động đầu hàng cộng sản. Dương Văn Minh đã chịu ô nhục thay cho chúng để thể hiện tâm cảnh muốn khai tử giai đoạn tủi nhục của những người sống trên đất nước ở miền Nam trong giờ phút quyết liệt này. Mình xin đọc lại chút xíu. Dương Văn Minh đã đầu hàng không chịu tử thủ, thế sao chúng không ở lại để tử thủ mà bỏ trốn? Một câu hỏi. Nếu có chuyện đầu hàng thì Dương Văn Minh đã đầu hàng thay cho chúng đó thôi. Chính việc chúng tháo chạy là hành động đầu hàng cộng sản. Dương Văn Minh đã chịu ô nhục thay cho chúng để thể hiện tâm cảnh muốn khai tử giai đoạn tủi nhục của những người sống trên đất nước miền Nam trong giờ phút quyết liệt này. Nhớ kỹ nha các bạn. Ông Diệm đã nói với Văn Xưa năm 1948 rằng ý dân là ý trời, nhưng ông chỉ theo Chúa của ông, chẳng bao giờ theo trời cả. Phải đợi đến ngày 30 tháng 4 năm 75 ý dân mới thực sự là ý trời, trong một hoàn cảnh thật bi đát cho dân. Đối với một võ tướng chân chính như ông Dương Văn Minh, không thuộc loại chạy trốn như Thiệu, Kỳ, Khiêm, đầu hàng bao giờ cũng là một việc ô nhục. Dương Văn Minh đầu hàng để tránh cuộc thảm sát thủ đô, hiên ngang, dũng cảm như khi ông cầm quân chiến thắng ở rừng Sác. Trong việc đầu hàng này, người sống ở miền Nam 30 tháng 4 năm 75 đã nhận ra ông là anh hùng đất nước. Trong việc đầu hàng này, tập đoàn tham nhũng thoát trước ra ngoài, muốn chạy tội phản quốc vẫn không ngớt chửi rủa ông là phản quốc. Ông đã phải đứng ra khai tử hai chế độ Cộng Hòa, và đây những tội ác ông không dự vào. Tiểu nhân cười là ông tham quyền vị. Dân trong nước thấy rằng ông đã chịu cúi người xuống đất, nhặt một quyền chính bỏ rơi ngoài đường, để trong 48 tiếng đồng hồ, sau đó đứng ra nuốt nhục cứu độ quần chúng thủ đô miền Nam. Đọc lại nha quý vị các bạn. Ông đã phải đứng ra khai tử hai chế độ Cộng Hòa, và đây những tội ác ông đã không dự vào. Tiểu nhân cười là ông tham quyền vị. Dân trong nước thấy rằng ông đã chịu cúi người xuống đất, nhặt một quyền chính bỏ rơi ngoài đường, để trong 48 tiếng đồng hồ, sau đó đứng ra nuốt nhục cứu độ quần chúng thủ đô miền Nam. Bạn đọc đến đây, hãy cùng người viết quay về các tâm cảnh được tỉ mỉ phân tích ở trên. Tâm cảnh chung của nhân dân thờ ơ, mặc thế cuộc đến đâu hay đó, chấp nhận đổi cái đời 20 năm phải chịu đựng độc tài, phong kiến quân phiệt trong một xã hội thối nát, tham nhũng, không lúc nào biết đến nhân dân. Tâm cảnh thù ghét chế độ, đòi hỏi thay đổi cộng sản cũng thế thôi. Tâm cảnh của anh em binh sĩ, sĩ quan khinh bỉ thượng cấp vô tài, bất nghĩa, không còn muốn chiến đấu, để đuổi bọn bán dân, buôn nước. Tâm cảnh đòi chấm dứt một giai đoạn phi nhân cộng sản cũng thế thôi. Tâm cảnh của những thành phần đồng bào ít nhiều có dính líu đến chính quyền thối nát là sợ hãi, nên mong một hình thức giải quyết thế cuộc cho êm thuận, có thể tránh cho họ nhiều ảnh hưởng nặng nề quá đáng. Tâm cảnh chịu đựng cầu an cộng sản cũng thế thôi. Tâm cảnh của tập đoàn, lãnh đạo nhà nước, quân đội là chạy trốn, khi chúng đã thoát thân kịp lúc cộng sản có chiếm miền Nam, đâu phải là chuyện chúng bận tâm. Tâm cảnh tháo thân cho kịp cộng sản vào thay chỗ để tàn hại đồng bào, đối với chúng cũng thế thôi. Cũng thế thôi, trong đầu óc những người quản quyền lực nhà nước để tháo chạy, có nghĩa là mặc kệ trong tâm tư quần chúng và binh sĩ, lại là một cách để nói cũng đành. Những kẻ 20 năm thay nhau cầm quyền, phi nhân phi nghĩa, đã dọn sẵn đường cho Hà Nội thắng. Nhân dân và binh sĩ không muốn đầu hàng cũng không xong. Đầu hàng một mỹ từ, người miền Nam muốn dùng để che một thảm bại.
Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu, nạn nhân một thế cuộc bế tắc, họ không giữ phần trách nhiệm, đã đương lấy cái nhục của Diệm, của Thiệu, của Kỳ để cứu nạn dân lành. Khi nhân dân ruồng bỏ chế độ binh sĩ, cảnh sát ban hàng, khi người cầm quyền chạy trốn thì chế độ sụp đổ, quyền lực nhà nước tự nó đã cáo chung. Cụ Hương muốn làm chiến sĩ nhưng không còn nhà nước, nên ông chỉ là một bù nhìn vô nghĩa, bình phong cho Thiệu Khiêm và tướng lãnh tay chân êm ái trốn chạy. Dương Văn Minh cũng chỉ là một bù nhìn nhưng có nghĩa, kích liễu sự sụp đổ của miền Nam để tránh thảm họa cho dân. Cho nên quần chúng miền Nam đã thương hại cho cụ Hương mà biết ơn tướng cũ Dương Văn Minh. Hà Nội nhìn rõ tình trạng ấy, trưa hôm 30 tháng 4 năm 75, Cộng sản đã chẳng bảo khi Dương Văn Minh lên tiếng đầu hàng để trao lại quyền lực nhà nước là chế độ Sài Gòn đã chết. Dương Văn Minh có quyền lực nhà nước đâu mà đòi trao đổi để nói chuyện đầu hàng. Tâm cảnh đầu hàng Cộng sản không phải đã xảy ra hôm 30 tháng 4 năm 75. Ngay từ khởi thủy chế độ quốc gia Sài Gòn, Ngô Đình Diệm lo ngại không giữ quyền binh được lâu nên đã làm ngơ, rồi tàn hại thành phần kháng chiến quốc gia và kỳ thị đồng bào Nam Kỳ cũ, thay vào hai thực lực nội tại ấy của miền Nam, chính ông đã thấy rõ từ trước. Lúc chưa cầm quyền, ông đã tạo hai thế lực ngoại lai đối với miền Nam, dựa vào đó mà củng cố địa vị cá nhân và gia đình, đồng bào di cư và tổ chức cần lao tôn giáo. Không ai có thể chống Cộng sản miền Bắc mà không cần đến nhân dân miền Nam. Nhưng Ngô Đình Diệm đã làm như thế, tham vọng và cá nhân đã là mục đích, chống Cộng chỉ là một phương tiện để ông củng cố quyền lực ông. Đối đầu miền Bắc là nhiệm vụ chính yếu, ông Diệm đổi ra thành phương tiện cầm quyền. Đầu hàng Cộng sản nằm sẵn trong tâm cảnh ông Diệm từ đầu. Tướng tá tiếp sau, ông dốt nát vỏ biển, làm sao nhìn ra bài học thất bại của ông? Họ chỉ thêm được quyền lực, được địa vị như ông đã hưởng, đâu có chuyện miền Nam đối đầu với miền Bắc. Họ theo ông mang sẵn tâm cảnh đầu hàng Cộng sản rồi. Ông Diệm bị giết, Thiệu Kỳ Khiêm và Tây Chân cùng mang tham vọng của ông chỉ có thể tiếp tục con đường ông đã vạch, cùng đồng bào di cư cũng cần lao công giáo. Họ nói theo ông đưa quốc gia miền Nam đến chỗ chết ngày 30 tháng 4 năm 75. Nay chúng được kịp ra ngoài, dùng mọi phương tiện thừa thải trong tay để trăng tráo phỉ nhổ Dương Văn Minh về cái tội đầu hàng Cộng sản miền Bắc. Dương Văn Minh đã không thoát thân, gánh chuyện ô nhục vào thân để cứu đồng bào thủ đô Sài Gòn, rồi giữ im lặng trước những lời thóa mạ của những kẻ ông đã gánh thay điều ô nhục ấy. Trong số các bạn, ai còn nghĩ đến sự nghiệp giải phóng đất nước còn chưa thành, nếu đọc xem đến bài đầu hàng này, xin xem thận trọng hơn là những người chỉ đọc cho vui. Hình như ông Dương Văn Minh đang sống ở Pháp. Văn xưa viết bài hôm nay hướng về ông, trân trọng ngỏ một lời khiêm tốn biết ơn ông của một người chưa từng cùng ông quen biết hay gặp gỡ, như Đỗ Mậu, như Cao Văn Luận. Lời phân trần của tướng Dương Văn Minh. Xin tiếp theo lời phân trần của tướng Dương Văn Minh về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trần viết đại hơn, trích lại ba đoạn có liên quan đến hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi. Nghĩ đến ngày 30 tháng 4, đa số người dân miền Nam oán trách đại tướng Dương Văn Minh, ra lệnh đầu hàng để đưa đến cảnh nước mất nhà tan. Sau này, từ trước đến nay đã có nhiều dân luận phê phán chuyện đầu hàng ô nhục của tướng Minh, như tâm tư và suy nghĩ của tướng Minh khi quyết định đầu hàng Cộng sản là chuyện không ai suy đoán nổi. Ông Minh không viết sách mà là tránh trả lời phỏng vấn, nên khó ai đoán biết tâm tư suy nghĩ của ông khi đầu hàng như thế nào. Sau này mới biết tướng Minh đã bộc bạch tâm tư suy nghĩ của ông về quyết định đầu hàng trong biến cố 30 tháng 4, trong một lá thư gửi cho một người đàn em cũ là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi vào năm 1987, khi tướng Minh ở Pháp. Xin cảm ơn Trung tướng Thi đã cho phép người viết bài này công bố bức thư của tướng Minh
để soi sáng phần nào lịch sử Việt Nam cận đại. Toàn bộ bức thư của tướng Dương Văn Minh viết cho tướng Nguyễn Chánh Thi có nội dung như sau: 15 tháng 4 năm 1987, Thi. Được tin Thi, tôi rất mừng. Lúc nào tôi cũng nhớ anh em thời xưa, mà tôi còn lưu lại rất nhiều kỷ niệm. Từ khi tôi đến nước Pháp tới nay, lật bật đã gần 6 năm rồi, sống với một cuộc đời tuy có thông thả nhưng lúc nào cũng bận tâm. Thoát được chế độ cộng sản với hai bàn tay không, Pháp chẳng giúp đỡ gì, mình sống ẩn thân trong một đô thị thật nhỏ, kể ra cũng tạm yên. Ngay thì kể chuyện các anh em quân nhân, tôi rất khổ tâm. Lúc đó tôi bị đày ở Bangkok, cho nên có nhiều việc tôi không được rõ hết. Anh em có đọc sách của anh Đỗ Mậu kể chuyện lại cho tôi nghe. Tôi phải công nhận là anh Đỗ Mậu kể chuyện như vậy là rất can đảm. Lên án Cần Lao và Công giáo đến mức đó là cùng. Ngoài ra anh Đỗ Mậu có trách tôi không biết tự tử như các bậc tiền bối, cũng có phần đúng. Nhưng đây chỉ là một vấn đề quan điểm mà thôi. Theo tôi, tự tử không phải lúc nào cũng là đúng. Đôi khi mình phải dám sống để hứng nhận những hậu quả cho sự quyết định của mình gây ra. Có lẽ anh Đỗ Mậu cũng như nhiều người không rõ là tôi lấy quyết định cuối cùng sau khi đã tham khảo ý kiến với một số những vị dân biểu và nghị sĩ còn lại. Với những anh em quân nhân đến gặp tôi vào giờ chót, với các thầy mà trong đó có thầy Trí Quang và Trí Thủ đã nói và đã nhắn nhủ để cứu dân. Riêng tôi không tự tử không phải vì thiếu can đảm, nhưng vì những lý do rất đơn sơ. Thứ nhất, tôi không tự sát vì thân thể mình cho trời đất ân trên kết tạo, cha mẹ sanh dưỡng, mình không có quyền hy sinh. Hai, mình có quyền hy sinh tên tuổi, uy tín, tài sản, công nghiệp, vân vân. Tóm tắt, mình chỉ có quyền hy sinh những gì mình tạo ra mà thôi. Đây là một lý thuyết tôi đã hấp thụ từ khi biết Khôn và áp dụng suốt đời đối với tôi cũng như đối với tất cả người khác. Hôm nay tôi nói ra để cho Thi hiểu, vì lúc nào tôi cũng xem Thi như một người em trên mọi mặt, chớ không phải nói ra để phân trần chi. Tôi đã dám làm thì tôi cũng dám chấp nhận những bú rìu bất cứ từ đâu tới, không có gì thắc mắc cả. Và tôi coi đây chỉ là một giai đoạn thôi. Cầu xin dân ta và anh em giữ vững tinh thần thì có ngày sum họp trên quê cha đất tổ. Tôi đã nói nhiều quá, lúc nào tôi cũng nhớ anh em. Nhờ Thi gửi lời thăm tất cả, tôi không mong gì hơn được gặp lại các bạn. Thân mến, Dương Văn Minh. Đọc những lời phân trần trên của tướng Minh cho thấy những cảnh ảnh hưởng đến từ bên ngoài về quyết định đầu hàng cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông cũng biện bạch cho quyết định không tự tử của ông sau khi đầu hàng. Thật ra những người đặt vấn đề tướng Minh nên tự tử vì nhìn gương của những bậc tiền bối như cụ Phan Thanh Giảng đã uống thuốc độc tự tử khi phải giao mấy tỉnh ở miền Nam cho Pháp, và quan tổng đốc Hoàng Diệu treo cổ tự tử khi thành Hà Nội mất vào tay quân Pháp. Sau này nhìn những tấm gương tự tiết của năm vị tướng Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, người ta lại tiếc cho tướng Dương Văn Minh đã không tự tiết để nêu gương anh dũng cho ngàn sau. Dĩ nhiên quyết định tìm đến cái chết không phải lúc nào cũng là một quyết định dễ dàng trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Tướng Minh cũng đã biện luận cho quyết định không tự sát để duy trì mạng sống của ông vì lề lối suy nghĩ của ông, và ông cho biết là ông sẵn sàng nhận chịu mọi sự phê phán của thế gian. Tướng Minh đã qua đời cách đây mấy năm ở California, Hoa Kỳ. Tổng thống Thiều cũng đã qua đời ở Boston, Hoa Kỳ không lâu sau khi ông Minh từ trần. Đỗ Mậu trong cuốn Hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi đã phê phán ông Minh vận động để lên chức tổng thống trong những ngày cuối của miền Nam là một chuyện ách giữa đàn.
mang vào cổ đã là một nhận xét chí lý. Ông Minh không phải là một nhà chính trị khôn ngoan, can đảm, quyền biến. Ông đã sai lầm khi tìm cách giành chức tổng thống trong giờ phút đất nước dầu sôi lửa bỏng, nên ông đã phải hứng chịu nhiều sự chê trách, phê phán trong quyết định đầu hàng nhục nhã trong ngày 30 tháng 4. Đó là tất cả những cái hai bài về tướng Dương Văn Minh kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì bài đến đây cũng đã dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và về sau mình sẽ làm phần tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn. Và trên sách hiếm thì đã rất là nhiều bài, rất đa dạng phong phú. Mong quý vị và các bạn có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta nên nghiên cứu. Chỉ cần đánh vô cuốn sách là Việt Nam Máu Hừa Lửa Vương Quê Hương Tôi trên Google thì nó sẽ hiện ra cái bài viết nằm trên sách hiếm, và chúng ta vào đó đọc rất nhiều bài, có thể nói là hàng chục bài, hàng trăm bài trên đó, rất là chí lý, rất là hấp dẫn, hay là những người viết sử chính nghĩa để cho mình tự nhận xét, chứ không phải là những người đã phán quyết ẩu. Xin mến chào quý vị các bạn.